các thông tin chính trong bản tin trưa ngày 10 tháng 4. Trên thế giới, Tổng thống Biden bất ngờ cứng rắn yêu cầu Israel đơn phương ngừng bắn. Iran dọa đóng cửa eo biển chiến lược với thương mại toàn cầu. Đức nói đã hết hệ thống tên lửa để viện trợ Ukraine. Tham quan toilet ở Tokyo thu hút du khách. Trong nước, phải công khai giá vé máy bay dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bộ Tài chính bất ngờ về kết quả kinh doanh xổ số chênh lệch ở các vùng. Vàng tăng giá vùng vụt, nhiều cửa hàng hết vàng để bán. Vào cuộc điều tra vụ trộm lấy đi cổ vật trên ghế xương voi của vua voi. Chào mừng quý vị đang đến với bản tin trưa ngày 10 tháng 4 và mở đầu là những cập nhật chiến sự Trung Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã kêu gọi Israel đơn phương ngừng bắn từ 6 đến 8 tuần trong một động thái thay đổi lập trường. Trước đây, yêu cầu ngừng bắn là để Hamas thả con tin và đưa hàng nhân đạo vào Gaza. Tổng thống Biden nói với kênh truyền hình Univision, điều chúng tôi yêu cầu là một lệnh ngừng bắn từ 6 đến 8 tuần để tạo điều kiện cho thực phẩm, thuốc men vào dải Gaza. Tôi đã nói chuyện với tất cả các bên từ Ả Rập Saudi, Jordan đến Ai Cập. Họ đã chuẩn bị thực phẩm. Tôi nghĩ không có lý do gì để hoãn cung cấp nhu cầu y tế và thực phẩm cho những người đó. Việc làm nên được thực hiện ngay bây giờ. Khi được hỏi liệu Thủ tướng Netanyahu có quan tâm đến sự sống còn chính trị hơn lợi ích quốc gia của người Israel hay không, Tổng thống Biden trả lời, tôi nghĩ những gì ông ấy đang làm là một sai lầm. Tôi không đồng ý với cách tiếp cận của ông ấy. Cuộc phỏng vấn với Univision được ghi hình 2 ngày sau vụ tấn công chết người của IDF và đoàn xe cứu trợ nhân đạo và một ngày trước khi Tổng thống Biden có cuộc gọi với Thủ tướng Netanyahu. Trong cuộc gọi, Nhà Trắng dọa sẽ ngừng hỗ trợ Israel trừ khi thực hiện những thay đổi lớn về việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Vài giờ sau cuộc gọi, nội các an ninh Israel đã thông qua một loạt động thái nhằm tăng cường đáng kể viện trợ vào Gaza. Những ngày qua đã chứng kiến số lượng xe tải lớn nhất tiến vào Gaza kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Hoa Kỳ hoan nghênh các bước đi trên. Vài giờ trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Biden đã công khai trình bày một cách tiếp cận rất khác, nói Mỹ muốn lệnh ngừng bắn diễn ra, nhưng nhấn mạnh Hamas chứ không phải Israel đóng vai trò quyết định thông qua việc trao trả con tin. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan chia sẻ, hôm nay có thể có một lệnh ngừng bắn kéo dài vài tuần hoặc lâu hơn nếu Hamas sẵn sàng thả một số con tin. Vì vậy, hãy tập trung sự chú ý vào vấn đề này. Tôi tin rằng Israel đã sẵn sàng và Hamas nên hành động tích cực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken nói Hamas có cơ hội để đồng ý với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin. Quả bóng đang ở phía Hamas. Thế giới đang theo dõi họ làm gì. Cũng trong ngày 9 tháng 4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã gặp gia đình của một số con tin người Mỹ tại Nhà Trắng, cam kết tiếp tục hỗ trợ hướng đến thả tự do cho tất cả. Tư lệnh Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm ngày 9 tháng 4 cho biết, sự hiện diện của Israel tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được Tehran coi là mối đe dọa và cảnh báo rằng Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết. Iran đã đe dọa trả đũa cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán nước này tại thủ đô Syria, khiến 7 sĩ quan vệ binh cách mạng hy sinh, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao. Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa hai đối thủ truyền kiếp, vốn đã dâng cao bởi cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Theo truyền thông Iran, Tư lệnh Hải quân vệ binh cách mạng Ali Reza Tansiri nói, chúng tôi sẽ đánh trả, nhưng cũng không vội vàng. Chúng tôi có thể đóng eo biển Hormuz, nhưng không làm như vậy. Tuy nhiên, nếu kẻ thù đến gây rối, chúng tôi sẽ xem lại chính sách của mình. Iran từng đe dọa đóng cửa eo biển để đáp trả căng thẳng với Israel và Mỹ trong quá khứ. Khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới đi qua eo biển này mỗi ngày. Dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa cho thấy trung bình 20,5 triệu thùng dầu thô khi ngưng tụ và các sản phẩm dầu mỗi ngày đi qua Hormuz từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023. UAE nằm bên kia Vịnh Ba Tư, trở thành quốc gia Ả Rập nổi bật nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trong 30 năm qua. Động thái dựa theo hiệp định do Mỹ làm trung gian vào năm 2020, mặc dù Abu Dhabi cũng có quan hệ ngoại giao và thương mại bình thường với Tehran. Một quan chức cấp cao Israel nói với tờ The Times of Israel vào tháng 1 năm 2024 rằng mối quan hệ nồng ấm giữa Israel và UAE có thể trở nên lạnh nhạt nếu cuộc chiến chống lại Hamas kéo dài. Trong cuộc phỏng vấn, ông Tansiri nói thêm, chúng tôi biết rằng những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái không đến UAE vì mục đích kinh tế,
mà vì mục đích an ninh và quân sự. Đây là mối đe dọa với chúng tôi và nó không nên xảy ra. Israel luôn cảnh giác cao độ trong tuần qua khi quan chức Iran hứa sẽ trả thù vụ không kích ở Damascus, khiến chỉ huy hàng đầu của họ ở Syria là tướng Mohammad Reza Zahedi cùng với 6 thành viên khác của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và ít nhất một sĩ quan Hezbollah thiệt mạng. Israel đã phát tín hiệu rằng họ sẽ tấn công mục tiêu ở Iran nếu Tehran tiến hành cuộc tấn công trực tiếp. Theo báo cáo, Israel đã tiến hành các cuộc tập trận không quân trong những ngày gần đây, bao gồm việc chuẩn bị tấn công cơ sở hạt nhân của Iran cùng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo giấu tên của Mỹ nói với CNN rằng Iran khó có thể tấn công trực tiếp vào Israel vì sợ Mỹ và Israel đáp trả. Thay vào đó, sẽ thúc giục các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Lebanon, Syria, Iraq và Yemen tiến hành các cuộc tấn công vào Israel trong những ngày sắp tới. Tướng Zahedi chịu trách nhiệm hoạt động của lực lượng Quds tinh nhuệ ở Syria và Lebanon, là chỉ huy cấp cao nhất của Iran tại hai nước. Người đàn ông 63 tuổi này là tướng Iran quan trọng hàng đầu mất đi từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào sân bay Baghdad năm 2020, làm thiệt mạng tướng Qasem Soleimani, lãnh đạo lực lượng Quds. Các nhà phân tích coi cuộc đột kích là sự leo thang trong chiến dịch của Israel chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực, nguy cơ gây ra một cuộc chiến rộng hơn ngoài cuộc xung đột Israel-Hamas hiện tại. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm ngày 9 tháng 4 cho biết, Ukraine đang rất cần tên lửa phòng không nhưng Berlin không có để cung cấp. Bà Baerbock nói như vậy với các phóng viên sau cuộc gặp người đồng cấp Moldova Mihai Bobsoy ở Berlin. Bà chia sẻ, thật không may, nguồn dự trữ, đặc biệt là hệ thống Patriot của chúng tôi, hiện đã cạn kiệt khá nhiều. Vì vậy, tôi nói rõ tại cuộc họp báo các bộ trưởng ngoại giao NATO rằng chúng tôi cần kiểm tra tính khả dụng của tất cả hệ thống Patriot ở châu Âu và trên toàn cầu, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp những hệ thống này cho Ukraine. Đức đã gửi cho Ukraine 2 khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất. Cuối tháng trước, chính phủ Đức cho biết họ đang chuẩn bị bổ sung để giao hàng nhưng không nêu rõ số lượng. Theo bà Baerbock, Berlin đang hợp tác với Kiev và các nước châu Âu khác để mua hệ thống Patriot từ châu Á và chuyển chúng đến Ukraine, đồng thời lưu ý rằng một quỹ đặc biệt có thể được thành lập cho mục đích trên. Bản cập nhật về dự án này có thể xuất hiện tại cuộc họp tuần tới với các bộ trưởng ngoại giao G7 ở Ý. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhiều lần yêu cầu được viện trợ thêm hệ thống Patriot và tên lửa. Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cho biết, tuần trước, đối tác của Kiev có trong tay hơn 100 hệ thống phòng không nhưng chưa sẵn sàng chuyển giao. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đáp lại bằng cách nói rằng khối sẽ tìm kiếm cơ hội để cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Đến nay, Mỹ, Đức và Hà Lan đã gửi một số bệ phóng Patriot tới Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố rằng chúng rất hiệu quả trong việc chống lại tên lửa đang lao tới, thì Bộ Quốc phòng Nga lại cung cấp bằng chứng cho thấy một số bệ phóng và radar đã bị phá hủy. Thưa quý vị, theo một số báo cáo, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng chọn đặt trụ sở Đông Nam Á bên ngoài Singapore nhằm tiết kiệm tiền và dễ dàng mở rộng kinh doanh. Đối với các công ty Nhật Bản, Singapore vẫn là trung tâm đặt trụ sở hàng đầu ở Đông Nam Á, nhưng Sakata Inks, một nhà sản xuất mực in, đã thành lập chi nhánh Đông Nam Á tại Malaysia vào tháng 2 năm 2024. Trụ sở này sẽ giám sát hoạt động kinh doanh ở Nam Á và Đông Nam Á, bao gồm Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Mọi thứ sẽ bắt đầu cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Sakata Inks đã có mặt tại thị trường Đông Nam Á trong nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa thành lập chi nhánh khu vực. Đại diện công ty cho biết, trụ sở mới sẽ giúp phục vụ khách hàng ở Nam Á và Đông Nam Á dễ hơn. Người phát ngôn công ty nói rằng trụ sở mới dự kiến sẽ bổ sung thêm từ 1 tỷ đến 2 tỷ yên, tương đương 6,6 triệu đến 13,1 triệu đô la Mỹ vào lợi nhuận hoạt động mỗi năm, theo kế hoạch kinh doanh trung hạn đến 2026. Thuế là yếu tố quyết định khi lựa chọn Malaysia. Ngân sách tài khoá 2024 do chính phủ Malaysia đề xuất đã đưa ra nhiều ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp nước ngoài, như thuế thu nhập từ 5% đến 10% trong thời gian lên tới một thập kỷ. Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu khác cho việc thu hút công ty nước ngoài đặt chi nhánh khu vực. Các quốc gia được chọn thường kết hợp với kế hoạch mở rộng sản xuất và bán hàng. Nissin Food Holdings đã chuyển trụ sở chính ở Đông Nam Á từ Singapore sang Thái Lan vào năm 2020. Chính phủ Thái Lan cũng đang nỗ lực thu hút các công ty đa quốc gia thông qua ưu đãi thuế.
Trong số các công ty Nhật Bản có trụ sở Đông Nam Á tại Singapore, 31% đã chuyển một phần chức năng sang quốc gia khác hoặc cân nhắc về việc này, theo một cuộc thăm dò do Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản ZETRO công bố vào tháng 3 năm 2024. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với mức 7,4% trong cuộc khảo sát vào năm tài chính 2019. Thay vì chuyển tất cả chức năng của trụ sở chính ra khỏi Singapore, nhiều công ty Nhật Bản ưu tiên chuyển những chức năng cụ thể như bán hàng hoặc lập kế hoạch. Thái Lan là điểm đến phổ biến nhất trong số những công ty được hỏi đã chuyển hoặc đang xem xét chuyển địa điểm sang một quốc gia khác. Cụ thể, 19 công ty chọn Thái Lan, xếp thứ hai là Malaysia với 5 công ty. Ông Keisuke Asakura, Phó Giám đốc điều hành văn phòng ZETRO tại Singapore nói, Thái Lan tập trung nhiều địa điểm sản xuất, do đó không ít công ty đang chuyển chức năng bán hàng ra khỏi Singapore và thị trường nhỏ của nước này. Với giá thuê văn phòng và các chi phí khác đang gia tăng ở Singapore, theo ông Asakura, việc di dời một phần sang Thái Lan dự kiến sẽ tăng tốc nhằm mục đích tái phân bổ chức năng thay vì chuyển toàn bộ. Các công ty Nhật Bản không phải là nhóm duy nhất bày tỏ lo ngại về chi phí ngày càng tăng ở Singapore. Trong một cuộc khảo sát năm 2023 của Phòng Thương mại châu Âu tại Singapore, 69% số đơn vị được hỏi cho biết họ sẵn sàng chuyển một số nhân sự ra ngoài do chi phí hoạt động ngày càng tăng cao. Singapore vẫn có lợi thế về vị trí, trình độ tiếng Anh và dịch vụ tài chính. Có vẻ như quốc đảo này sẽ không bị mất danh hiệu hàng đầu để các doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở tại Đông Nam Á. Một loạt công ty do khối các tập đoàn tài chính dẫn đầu đã chuyển từ Hồng Kông sang Singapore kể từ cuộc biểu tình năm 2019. Theo các chuyên gia, với Singapore, di dời có thể sẽ chỉ giới hạn ở hoạt động bán hàng và chức năng tương tự trong thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, cùng với việc chiêm ngưỡng những ngôi đền và hoa anh đào, du khách đến Tokyo giờ đây có thể tham gia chuyến đi tới những kỳ quan hiện đại hơn của thành phố. Tiêu biểu là nhà vệ sinh công cộng. Du khách Belenov Bankers đến Tokyo trong chuyến tham quan các tiện ích công cộng kéo dài 2 giờ. Cô lấy cảm hứng từ bộ phim Perfect Days được đề cử giải Oscar, nói về một người dọn dẹp vệ sinh công cộng ở quận Shibuya của Tokyo. Cô nói sử dụng các cơ sở công cộng ở Mỹ hoặc Pháp không thoải mái như vậy. Ở Tokyo, cô rất vui vì chúng cực kỳ sạch sẽ và an toàn. Mỗi nơi đều có kiến trúc khác nhau, nên mỗi lần ghé thăm đều khám phá điều gì đó mới mẻ. Các tour du lịch này bắt đầu vào tháng 3 năm 2024 với lượng khách du lịch quốc tế đến Nhật nhiều do đồng yên trượt giá. Điều này khiến nhiều người đam mê phong cảnh xứ hoa anh đào thấy mọi thứ rẻ hơn, chiêm ngưỡng được nhiều nơi thú vị và kỳ lạ hơn. Trong số các mặt hàng xuất khẩu công nghệ được đánh giá cao của Nhật Bản những năm gần đây, bồn cầu do Toto sản xuất rất được chú ý. Do tính năng tự động tẩy rửa, ghế sưởi ấm, nghe nhạc và nhiều tiện ích khác, dự án nâng cấp nhà vệ sinh ở Tokyo do tổ chức phi lợi nhuận The Nippon Foundation khởi động vào năm 2020 đã tuyển dụng những người sáng tạo, trong đó có kiến trúc sư đoạt giải Biscus của Tadao Ando để cải thiện khả năng tiếp cận và tính nghệ thuật tại 17 nhà vệ sinh công cộng. Dự án nâng cấp nhà vệ sinh ở Tokyo do tổ chức phi lợi nhuận The Nippon Foundation khởi động vào năm 2020 đã tuyển dụng những người sáng tạo, trong đó có kiến trúc sư đoạt giải Biscus của Tadao Ando để cải thiện khả năng tiếp cận và tính nghệ thuật tại 17 nhà vệ sinh công cộng. Dự án không nhằm mục đích thu hút khách du lịch, nhưng chính quyền Shibuya nhìn thấy cơ hội để mở rộng sự hấp dẫn với du khách. Ông Yukimo Nishi, người quản lý Hiệp hội Du lịch địa phương cho biết, điểm nổi bật đối với du khách là họ có thể được lái xe quanh những khu vực ít người ghé thăm ở Shibuya và tận hưởng khi tham quan nhà vệ sinh. Hành khách cần đưa đón phải trả 4.950 yên, tương đương 32,76 đô la Mỹ để tham quan 9 nhà vệ sinh khác nhau, trong đó có một nhà vệ sinh tường trong suốt sẽ chuyển sang màu đục khi có người bước vào và một nhà vệ sinh khác được vận hành bằng khẩu lệnh. Ông Takao Karino đến từ thành phố Osaka phía tây Nhật Bản đã ngạc nhiên với tour du lịch này. Ông nói nó khác thường, độc đáo và thật sự xuất sắc. Các bác sĩ Bolivia đã tiến hành một cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày 9 tháng 4 để phản đối dự luật hưu trí mà họ cho rằng sẽ bị ép nghỉ hưu khi tròn 65 tuổi. Các bác sĩ bắt đầu đình công toàn quốc kéo dài 72 giờ bằng một cuộc tuần hành có sự tham gia của cả giáo viên phản đối cái mà họ gọi là luật bắt buộc nghỉ hưu. Hiện nay, chính phủ đang muốn quốc hội thông qua. Nghỉ hưu không chỉ là vấn đề của giáo viên hay bác sĩ, mà mọi người lao động. Tất cả mọi người đều muốn có thu nhập để sinh sống. Thậm chí, cảnh sát cũng không có nguồn tài chính đầy đủ khi nghỉ hưu. Thứ trưởng Lương hưu và Dịch vụ Tài chính Franz Abaza
phủ nhận dự luật sẽ buộc họ nghỉ hưu ở tuổi 65, nhưng các chuyên gia phải trải qua cuộc kiểm tra y tế để xác định xem họ có đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ hay không. Ở Bolivia, tuổi nghỉ hưu tự nguyện được quy định là 58 đối với nam và 55 đối với nữ. Mặc dù Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế La Paz cho biết các bác sĩ cần phải làm việc lâu hơn để đạt được mức lương hưu xứng đáng. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng bản tin trưa ngày hôm nay với phần tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, trong công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu công khai, minh bạch về giá cước vận tải. Bộ chỉ đạo các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố giá bán công khai theo đúng quy định. Thông tin vừa được đăng tải trên báo Tiền Phong. Để đảm bảo nhu cầu lưu thông của người dân, Bộ cũng yêu cầu Cục Hàng không tăng chuyến bay, bố trí giờ bay đêm, giảm tối đa việc chậm, hủy chuyến. Cùng với đó là phải chỉ đạo các cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, đảm bảo giao thông thông suốt, giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh khu vực cảng hàng không, đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo cập nhật trên các nền tảng bán vé, giá vé máy bay dịp lễ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đang rất cao, nhất là trên các chặng bay có điểm du lịch nổi tiếng. Hiện giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội Phú Quốc đi ngày 28 tháng 4 về ngày 3 tháng 5 có giá từ 5 đến 7 triệu đồng một vé, đã bao gồm thuế phí. Cụ thể, Vietnam Airlines 7,6 triệu đồng một vé, Vietjet Air 5,5 triệu đồng một vé, Vietravel Airlines là 6,6 triệu đồng một vé. So với thời điểm hiện tại, mức giá này cao hơn 2,5 triệu đồng một vé. Thậm chí, nếu khách hàng mua vé hạng thương gia thì giá bán lên đến 12 đến 13 triệu đồng một vé. Cũng trên báo Tiền Phong ngày hôm nay có bài viết Bộ Tài chính vừa công bố kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xổ số năm 2024. Bộ cũng bất ngờ trước kết quả kinh doanh ở các địa phương khác nhau. Với các công ty xổ số ở miền Bắc, kết quả kinh doanh hàng năm khiêm tốn, doanh thu thường là 120 đến 150 tỷ đồng một năm, lợi nhuận 2 đến 6 tỷ đồng. Trong khi đối với miền Nam, các công ty xổ số ăn nên làm ra có doanh thu trung bình hơn 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận 500 đến 600 tỷ đồng mỗi năm. Bức tranh kinh doanh xổ số cũng tươi sáng tại khu vực miền Trung. Đơn cử như năm 2023, công ty xổ số Đà Nẵng có doanh thu 676 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 33 tỷ đồng. Theo kết quả kiểm tra cho thấy, công ty xổ số miền Bắc có nguồn doanh thu lớn từ loại hình xổ số lô tô, xổ số truyền thống doanh thu thấp. Trái ngược, công ty ở miền Trung và miền Nam chủ yếu doanh thu từ xổ số truyền thống. Được biết hiện nay cả nước có 63 công ty xổ số tại các địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam. Năm 2023, tổng doanh thu ngành xổ số hơn 153.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Thưa quý vị, giá vàng trong nước hôm nay có diễn biến cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng tiếp tục tăng chóng mặt lên gần 85 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng một lượng mua vào và 84,82 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 2,4 triệu đồng ở cả hai chiều. Thông tin vừa được cập nhật từ Cà Phép cho thấy, dù giá vàng nhẫn tiếp tục tăng cao và lập đỉnh mới, nhưng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mặt hàng nhẫn trơn không còn để bán cho khách và vàng miếng cũng hết. Chia sẻ với Cà Phép, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, do chúng ta siết lại việc quản lý vàng và xử lý một số vụ buôn lậu vàng, trong khi thời điểm này chưa cho nhập vàng chính ngạch, khiến nguồn cung vàng trong nước càng khan hiếm, từ đó đẩy giá tăng cao và nhanh so với biên độ tăng của thế giới. Báo Tuổi Trẻ đưa tin Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, bị lừa hơn 171 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai nhận định tội phạm dùng thủ đoạn với bà Hương với cách thức quá cũ, xuất hiện từ cả chục năm trước, nhưng nạn nhân thiếu cảnh giác. Cụ thể, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Hương. Được biết, thủ đoạn trên nằm trong số hơn 100 kịch bản mà đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật.
Thưa quý vị, báo Dân Trí thông tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có báo cáo vụ mất cổ vật. Theo trích xuất từ camera, vào đêm ngày 27 tháng 3, có hai thanh niên đã đột nhập vào khu trưng bày nhà voi thuộc khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó tiếp cận và vào khu trưng bày nhà voi thuộc khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, Gia Lai, rồi tháo trộm chiếc lao thú kim loại trên ghế xương voi và hai mũi lao kim loại khu vực nhà rông sedan. Khi bị lực lượng bảo vệ phát hiện, nhóm này đã bỏ chạy khỏi hiện trường và mang theo các hiện vật. Hiện sở đang phối hợp với công an để điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, du lịch Việt Nam luôn là một điều hấp dẫn trong lòng du khách trong và ngoài nước với những nét đặc sắc riêng có của mình. Camera bí ẩn ngày hôm nay xin được chuyển đến quý khán giả những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc phản ứng bất ngờ của khách Tây khi đặt chân đến Việt Nam. Đầu tiên là hình ảnh hai anh Tây mắt chữ O, miệng chữ A khi thấy cảnh xe máy xúc tự treo lên xe tải. Đúng là dịp mở mang tầm mắt, phải dùng điện thoại ghi lại mới được. Chắc là bên bển máy ảnh chưa từng thấy cảnh này. Gì thì gì, chứ chắc ăn là bên Tây không trồng được sầu riêng rồi đó. Được mệnh danh là vua trái cây ở xứ sở nhiệt đới, cho nên sầu riêng là món ăn nhiều người nước ngoài muốn thử. Với ai khám phá được mỹ vị của nó thì quả là tuyệt vời. Như trường hợp của vị khách này thiệt là hết hồn mà. Nhập gia thì phải tùy tục, nên anh chàng này đã quyết định thử ngay món phở chứa danh bằng cách dùng đũa đàng hoàng. Thế nhưng, có gì đó sai sai thì phải. Cách ăn có 102 này xin phép được ghi nhận lại. Sau khi thưởng thức món phở ngon lành của Việt Nam, anh Tây còn được giới thiệu thêm hai quả trứng trần thần dược. Lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng sau khi được ăn thử, anh chàng Tây tấm tắc khen ngon. Thấy chưa, ai rồi cũng mê ẩm thực Việt mà thôi. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.